Xin chào các bạn, tôi đến từ website fordomi.info. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn clip finger picking và strumming ứng dụng trong cái việc đệm hát dành cho các bạn mới bắt đầu chơi guitar cũng như chơi ukulele. Thì cái điệu mà tôi muốn nói đến hôm nay đó là điệu bebop ở nhịp 4/4, và nó hoàn toàn có thể thay thế cho tất cả những cái bài chúng ta ứng dụng điệu disco. Các bạn vừa chơi bebop vừa chơi disco thì có thể trong một bài hát chúng ta có thể thay thế hai cách đánh cho nhau để làm phong phú thêm cái cách chơi. Điệu bebop có tiết tấu nó như sau: xuống đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập đập. Các bạn có thể dùng kỹ thuật slapping để vỗ vào ngắt tiếng. Xuống đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập. Các bạn phải phân biệt được với điệu disco. Như trong clip trước tôi hướng dẫn điệu disco, tiết tấu của disco nó sẽ nhanh đều hơn. Disco như sau: xuống lên đập lên, 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 xuống lên đập. Trong khi đó thì bebop thì tiết tấu nó sẽ có cái ngắt quãng. Trong một cái hợp âm chúng ta sẽ có hai cái lần đập. Xuống đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập. Mình làm chậm lại nhé. Xuống đập lên lên đập, 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 chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập, xuống đập lên lên đập, chuyển đập lên lên đập. Các bạn có thể ứng dụng vào một số cái bài như sau. Ví dụ như cái bài về ăn cơm. Bao la bát ngát, dòng sông cuốn quanh quê tôi lượn quanh. Quê tôi mênh mông lúa mây, cò bay la la câu hai ai à à à. Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn trăn trâu. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, ta 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 ta. Mình thử so sánh cái hai điệu disco và bebop trong cùng một bài nhé. Bây giờ mình sẽ đánh bebop trước. À, đánh disco trước. Ví dụ như bài ba ba này. Đó là điệu disco. Còn bebop chúng ta đánh như sau. Every day but the da 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 da. Đập lên lên đập xuống, đập lên lên đập, chuyển 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 đập lên lên đập. Ok, đây là điệu bebop.
các bạn cố gắng tập đó để có thể ứng dụng và cùng kết hợp cái điệu disco trong một bài hát hoặc lấy thế cho nhau để có thể làm phong phú trong nội dung điểm hát của mình. Rồi, cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Nếu các bạn thích cái chùm clip này, có thể like and subscribe cái kênh YouTube forumme.info hoặc là cái kênh Facebook forumme.info để ủng hộ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.